Theo quyết định 05 về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân mới được Thủ tướng phê duyệt, thời gian điều chỉnh giá điện được rút ngắn từ 6 xuống 3 tháng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 5, giá điện được xét thay đổi 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng hoặc giảm tương ứng. Điều này có nghĩa là mỗi năm sẽ có 4 đợt thay đổi giá điện. Bộ Công Thương lý giải, rút ngắn thời gian điều chỉnh nhằm phản ánh kịp thời biến động đầu vào, tránh giật cục. Còn các chuyên gia phân tích, thời gian điều chỉnh giá điện không quan trọng bằng cách tính giá điện sao cho hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Quyết định 05 nêu rõ, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Theo lý giải của Bộ Công Thương, điều chỉnh này sẽ dần đưa giá điện thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào theo thị trường. Với vai trò của Bộ Quản lý ngành thì Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò trách nhiệm chính trong quá trình kiểm tra, rà soát các phương án giá điện do EVN xây dựng. Và trong quá trình kiểm tra điều chỉnh giá điện cũng như tham mưu Thủ tướng trong điều chỉnh giá điện thì hàng năm thì cái việc Bộ Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cũng có tiến hành kiểm tra chi phí và có công khai để cho nhân dân cũng như các cơ quan báo chí giám sát đảm bảo cái việc công bằng minh bạch. Việc rút ngắn điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng đang được người dân quan tâm, đặc biệt sắp tới sẽ bước vào cao điểm mùa hè. 3 tháng mà điều chỉnh một lần thì tôi nghĩ rằng là với cái mức sống trong gia đình nhà tôi thiết nghĩ là chưa được phù hợp cho lắm. Cái cách tính làm sao mà phù hợp cho nó minh bạch đối với cuộc sống của người dân hiện tại của chúng tôi bây giờ. Theo các chuyên gia, hiện nay thị trường điện vẫn chưa thực sự được vận hành theo cơ chế thị trường. Mặc dù thị trường bán buôn điện cạnh tranh được vận hành từ năm 2019, nhưng sau 5 năm mới có 108 nhà máy điện trực tiếp tham gia vào chào giá điện. Vấn đề đặt ra là việc huy động thế nào để đảm bảo công khai, minh bạch. Tôi kiến nghị là trong năm 2024, thì chúng ta sẽ tính đủ cái giá thành sản xuất, tính đủ giá truyền tải và phân phối. Nhưng đối với 4 cái hộ tiêu thụ điện mà đã được quy định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục thực hiện cái chính sách an sinh xã hội và chúng ta tính cái phần chi phí đấy vào cái chi phí của EVN. Giá điện là mặt hàng nhạy cảm, tác động trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Do vậy, tránh lạm quyền trong điều chỉnh giá là điều rất quan trọng. Hơn nữa, việc điều chỉnh, thời điểm thay đổi giá, ngành điện đều cần báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng để tránh ảnh hưởng điều hành vĩ mô, kinh tế xã hội. Đặc biệt hơn, để không làm xáo trộn cuộc sống của người dân và việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.